Chiều ngày 1 tháng 10, đoàn kiểm tra giám sát của Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa, tổng số hộ nghèo chuẩn tỉnh trên địa bàn thành phố đầu năm 2024 là 56 hộ, chiếm tỷ lệ 0,18%. Trong 9 tháng năm 2024, các chính sách chương trình giảm nghèo về y tế, giáo dục, vay vốn, hỗ trợ mô hình giảm nghèo, hỗ trợ tiền điện, trợ cấp xã hội, chăm lo đời sống hộ nghèo dịp Tết được Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người nghèo. Thành phố đã giải ngân cho 15 hộ mới thoát nghèo vay 815 triệu đồng, cấp mới và gia hạn 1.858 thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng, hỗ trợ 110 người có hoàn cảnh nghèo khó khăn bị bệnh hiểm nghèo với tổng kinh phí 306 triệu đồng. Dự kiến năm 2024, thành phố có 8 hộ thoát nghèo. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa quan tâm rà soát các chỉ số hộ nghèo còn thiếu hụt để hỗ trợ phù hợp, thường xuyên phản gia kiểm tra việc vay vốn của hộ nghèo, đảm bảo sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, tăng cường vận động các nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ cho các hộ nghèo.